Xin chào. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi có giới thiệu với các bạn khoai tây lắc và bánh Oreo. Bánh này thì mình trộn với sữa. Xin chào tất cả các bạn. Bánh này thì mình trộn với sữa thì càng ngon, nhưng mà tôi không có sữa nên là tôi đánh tạm như thế này. Thôi, xin giới thiệu. Giờ tôi sẽ dùng sữa ở một cốc sồi. Đây, giờ tôi cho các bạn xem khoai tây lắc. Nào, giờ tôi sẽ cho các bạn xem